Tết Chô Sa Nam hôm nay là chúng ta đã diễn ra từ ngày 14, 15, 16 tháng 4 hàng năm. Tết Chô Sa Nam hôm nay thì hôm nay vì cái tình hình thì thấy dịch bệnh, dịch cúm Covid-19 gì đang diễn ra trên cả nói chung cả nước. Vì cái tình hình hôm nay thì đối với đồng bào dân tộc Khmer thì đối với tôi thì cũng là chủ trì của chùa, là cũng là chủ tịch hội đoàn kết di sản nước của huyện, thì cũng nhắc nhở đến đồng bào là bà con đồng bào dân tộc Khmer chúng ta năm nay đi chùa thì hạn chế. Vì cũng như chúng ta đã biết cái tình hình chung, thấy là thủ tướng chính phủ cũng nghiêm cấm các cái cơ sở tôn giáo, không phải là cấm nhưng làm sao mà chúng ta đảm bảo không quá được 20 người trở lên để tránh cái lây lan cái dịch cúm năm nay. Vì năm nay thì chắc có thể đối với sư cũng chuyên truyền với đồng bào dân tộc Khmer chúng ta hạn chế cái tập trung đông người đi chùa. Vì đến chùa thì năm nay chắc cũng chúng ta đến để đốt nhang xong rồi về. Ở chùa cũng không tổ chức là đãi ăn hay là bánh trái hay là tập trung đông người. Rồi ban đêm thì theo cái hàng năm thì theo cái đồng bào dân tộc Khmer hàng năm thì chúng ta tổ chức thì khi các vị sư tụng kinh xong, cầu an cầu siêu xong thì đồng bào dân tộc Khmer thì tập trung con em nam nữ thì tập múa hát theo cái truyền thống hàng năm. Thì đối với năm nay thì nhà chùa không phải tổ chức nữa, cũng không có tổ chức như là đánh bóng chuyền hay là kéo co hay là đẩy gậy hay là tổ chức múa ca vui hát gì, không có tổ chức. Còn cũng đối xử cũng chuyên truyền đến các cái chùa làm sao chúng ta để đảm bảo được cái tình hình chung, cũng không có để lo phóng thanh ca hát, rồi cũng chúng ta cũng để làm sao để đảm bảo, thì cũng chuyên truyền các cái chùa không có tổ chức vui chơi múa hát để tập trung đông người để gây ra cái dịch bệnh. Trong cái thời gian tới thì nhất là cái ngày 16, vì theo cái phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Khmer, vì cái ngày 16 là cái ngày đó là cái ngày tập trung đông nhất, vì mỗi nhà mỗi người thì người ta để đến chùa, trước nhất người ta làm cơm để cúng Phật, vì cúng ông bà, người cung thỉnh các vị sư để tụng kinh cầu siêu cho các cái vong linh của ông bà ta đã quá cố, rồi sau đó người ta sẽ tắm Phật theo cái truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Vì đối với tôi chức năng nhiệm vụ là cũng là chủ tịch hội đồng kết sở nước huyện, cũng là chủ trì chùa Chú Văn Mới, vì năm nay thì tôi cũng vận động cho đồng bào chúng ta làm sao để tập trung ở nhà nhiều hơn đi chùa, có nghĩa là ở nhà thì cũng có bàn thờ của ông bà, vì chúng ta nấu cơm để cúng ở nhà nhiều hơn để chuyên truyền cho đồng bào dân tộc Khmer làm sao chúng ta được không tập trung đông người để ảnh hưởng cái dịch bệnh sắp tới.